Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Lego Banana TV. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi Among Us nha mọi người. Một trò chơi rất thú vị mà tôi cũng đã chơi hơi nhiều lần rồi đó. Rồi để chơi thế này. Nãy tôi level mấy rồi không? Tôi level 13 luôn rồi. Nhưng mà đâu phải là tất cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái màn này nha. Tôi biết chơi nha. À, thật ra tôi là một đen. À, tôi có tiền mua cái này, cái mắt này nè. Mua hồng. À, thật đấy. Tôi có tiền mới mua cái mắt gì? Kiểu Canada. Ursula Mucha đấy mọi người. Rồi. À, mình sẽ bắt đầu vào game. Camera lại mờ rồi. Ok, hết mờ. Tôi là Crewmat. À, thật đấy. Crewmat bình thường. Người vô tội. Ok, hy vọng là hồi chính xa mấy con này ra nào. Không. Ảo thất đấy. Đúng là không có tìm bạn nào ở trong Among Us hết. Mà ước gì Gia Long ở đây nhỉ. Tôi có một người bạn thân tên là Gia Long Ursula Mutong. Ước gì bạn Gia Long ở đây nhỉ. Ước gì bạn Gia Long ở đây. Chúng tôi có thể chơi cùng nhau. Ta ăn chơi cùng nhau. Ước gì thôi, ước gì bạn Gia Long ở đây thôi. Chứ thực ra thì bạn ấy đâu có chơi trò này đâu. Con này. Cúp. À, tôi nghi ngờ con này đây. Mà ảo thuật gia người Canada. Ảo thuật gia người Canada. Ảo thuật gia người Canada. Class để let the game. Mà ước gì bạn Gia Long ở đây nhỉ. Cho nó vui chứ. Tôi chơi một mình với cái những cái người trong này thì hơi buồn. Hơi buồn á mọi người. Hơi buồn. Khi chơi như thế này. Trời ơi. Không có ai ra ngoài. No one your ass. Đủ thứ hết. Hãy đừng ai cùng tôi nha. Ô có cái chỗ này nè. Rồi. Mọi người, tôi thích màu vàng hơn, còn hơn là màu này. Tôi thích màu vàng. À, tôi ra. Mình nghi ngờ con xanh lắm nha. Mình nghi ngờ con xanh lắm nha. Mình nghi ngờ mày lắm nha, con xanh. Tao nghi ngờ mày lắm. Tao nghi ngờ mày lắm. Tao nghi ngờ mày lắm xanh. Màu xanh. Đó là màu xanh. Đó là màu xanh. Màu xanh. Màu xanh đâu. Rồi. Up boot. Upload đâu. Upload. Tôi cũng chơi nhiều lần rồi, còn đâu. Tôi nghi ngờ con cấp put. Nè. Nó giỏi theo tôi đấy. Nó cũng giỏi theo tôi đấy. Lúc này thì nó sao nó không sửa đồ mà sao nó cứ đi quằn vậy. Rồi nói một lần nữa được. Oppo cho là bên xưa bên Oppo. Ha 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 ha. Xem mọi người chọn con nào nào. Oppo.
Buồn. Nghĩ ngờ là làm đây tại sao nó không chữa đồ ta? Nó không chữa đồ. Hay này ạ. À. Mình đang chữa đồ. Tự nhiên nó không tê lại. Bình thường nó như thế mà. Mà đôi khi những xem ở đây có màu đen không? Ở đây không có màu đen mọi người à. Chắc coi là một cấp, chắc là con màu đen đi nó chạy lâu rồi. Thực ra người Canada. Visit nữa. Con này à. Trời ơi các bạn level 100 luôn. Hay mọi người. Level 100 luôn gì mà ngon dữ vậy các bạn. Các bạn sao mà level 100 luôn vậy? Tôi mới có level, hình như không phải level 13 mà tôi level 15. Ảo thật chưa? Boom. Kill. Boom. Thật đấy, nó thoát ra. Ra. Không có tình, đúng là không có tình bạn nào ở trong a à, mong mắt trời màu vàng yêu thích của tôi. À, hôm nay mới là màu vàng yêu thích của tôi này chứ là màu vàng đó là màu vàng pha ke. Ôi nhanh quá. Tốc độ chơi là bao nhiêu vậy? Tốc độ chơi là ê, tốc độ chơi là 3 nhân. Ôi my god. Rồi. Ôi 0% hết những người làm mấy cái công việc này. À, tốt đấy. Chậm hỏi à, không phải xe sẽ đi chơi. Ok, set tin rồi, set tin in 4, 3, 2, 1 go. Kiểu Canada gì đây, bum trời, chúng ta đã bắt đầu chơi mọi người ơi, chúng ta đã bắt đầu chơi rồi. Wow. Tàn 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 giết 3 người là nó sẽ thắng. Ok. Tôi biết sửa cái này nha. Trời ơi, cứu sinh. Trời ơi, trời ơi. Có người phát hiện rồi mọi người ơi, có người phát hiện rồi. Đây là con đi, đây là con xanh này, đây là con xanh này, đây là con xanh, mọi người nghe nó đi. Đúng rồi mọi người, đúng luôn. Đúng rồi mọi người ơi, đúng rồi. Nó chính là imposter. Win, yeah. Tôi nói tôi chơi trò này nhiều lần rồi mà. Mày chúng ta sẽ chuyển một cái map. Có người lấy màu vàng của tôi rồi. Lấy màu đỏ. Màu đỏ luôn cho giống imposter nha mọi người. Con chào ba, con đang quay. Tức đi, sao đã thoát rồi?
gì bạn Gia Long có ở đây nhỉ? Gia Long, Gia Long, Gia Long, and Gia Long, Gia Long, Gia Long, Gia Long, Gia Long, Gia Long, and Gia Long, Gia Long, Gia Long. Và online bấm chữ fish game, fish game chứ. Một imposter, tối lên một ảo. Ảo ma Canada, nó ta cầm gậy đàn yuka. Tóc đồ chơi, ba nhân. Ai nhầm, ít ta là ba ít. Màu vàng, yêu thích. Yeah, đủ người. Chị nào, chị nào. Ôi, sao vậy mấy bạn? Sao vậy? Đừng có thoát em nha bạn. Lấy kẹp xong. Chơi mắt ha. Không thể, mọi người đã vào game rồi. Đôi khi là trên này của tôi, có khi nó cũng lỗi. Ôi ơi, có ông trời ơi. Bây giờ người ta chơi cái map này còn hơn đấy. Lần này tôi nhất định phải là imposter nha mọi người. Imposter. Cái này tôi phải nhất định là imposter. Người ta chơi tôi màu vàng và tốc độ chơi là một nhân một ít, tốc độ chơi một ít. Ok, nhanh lên. Setting, 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 setting. Con chào ba. Setting nào mọi người ơi, setting nào, setting nào. Nãy giờ tao đã quay được 12 phút rồi. Bình tĩnh để thắng cuộc và trở thành imposter cho mọi người xem nào. Hy vọng là imposter, hy vọng là imposter. Hy vọng rất lớn. Crew man, tại sao có quân sao? À, tôi là crew man. Bây giờ tao phải làm thêm mấy công việc trong này nè. Để xem nào công việc. Ơi, công việc này ở phòng Ami. Này không có công việc nào hết à. Kill the legger. Oh, gần bị đai, gần bị đai. Tôi biết công việc này nè. Tôi chơi nhiều rồi mà. Xong một việc ở phòng U2. Ồ. Yeah. Đây toàn là tiếng Anh nha mọi người, không có phiên bản tiếng Việt đâu. Trong bài bác tôi là không có bản tiếng Việt. Tôi nghĩ là thằng này. Mỗi người đi về một hướng. Thôi khi đó là thằng mùi nâu chẳng hạn, tôi nghi ngờ là lắm. Tôi nghi ngờ là lắm. Thôi tệ. Ồ, tôi đã phải imposter đâu. Mày xem mấy cái đó. Mày thấy nào.
Chưa sớm. Một việc nữa để hoàn thành. Hay là thằng thư sếp ta? Tao không biết. Tao không biết. Tao thật sự không biết. Thôi. Thư sếp. Đâu? Thư sếp đâu? Ảo thật đó. Này không có phần thư sếp luôn cho mọi người. Ảo thật đó. Đây là thằng thư sếp. Thư sếp đâu? Thư sếp đâu? Này lấy kiện từ khi nào vậy? Chắc chắn nó sẽ là lòng mình đâu. Chào với mẹ. Thằng quay mà. Thằng màu nâu, thằng màu nâu đó, thằng màu nâu. Zin zin zin. Đây là thằng màu nâu mà. Mỗi người đi về một hướng. Mỗi người đi về một hướng. Mỗi người đi về một hướng. Camera lại mở rồi. Ẩm ba la quay trở lại. Ai, đừng có giỡn nha mấy bạn. Đừng có giỡn chứ. Ok, tôi sẽ đến cái phòng. Ủa sao không giết tao ta? Hay tôi đã nghi ngờ nó quá ta? Thôi. Rồi công việc này nữa nè. Quét mã. Yellow. B. A. A, B cộng. Ok. Một người đã lấy game. Một người đã lấy game. Rồi thì đi đến camera. Có một... Ủa các bạn này vừa xem camera. À, tao theo dõi mày đó nha. Tao theo dõi mày đó nha. Tao theo dõi hết. Tao theo dõi hết. Tao theo dõi hết. Mày đừng có trốn. Imposter. Imposter nha. Mày đừng có trốn nha. Tao quan sát hết. Một việc này. Ok, các bạn làm cùng phòng luôn nè. Màu nâu đã chết rồi. Là ai ta? Chỉ còn có mày người thôi à. Ảo thật đấy mọi người. Mày nói nó rất ảo. Rồi chúng ta sẽ chơi thêm một lần nữa là chúng ta sẽ kết thúc video tại đây luôn nha mọi người. Rồi bạn ngứa là các bạn Gia Long ở đây nó chơi vui thôi. Online. Chơi online. Tôi chơi online. Sao mày? Bình thường con qua trò chơi là tầng 20 mấy phút lận nha mẹ. Oh my god. Ủa các bạn chưa ý hơn nè. Ào thất đấy. Money book. Mà tôi là OV Screen. I have a screen. Tôi cũng sẽ luôn. Ta cũng sẽ là xét chỗ nào ta bắt đầu qua nào ảo thật đấy. Ok, xét chỗ này.
Set. Oh, to do. Okay, các bạn. Set in jump 3, 2, 1. Go! I slow move flower. Ta dạ đi chỗ khác bữa sau à. Thì thôi, cảm ơn mọi người xem hết video này. Nhớ thứ hai những like, đăng ký kênh để ủng hộ tập tiếp theo nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.